Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng một bài sơ post trên TikTok nhé. Về bố cục bài cũng mở có hai phần như thế này. Hai tay mình sẽ đưa cho mình một vòng hai tay đồng thời luôn, từ phải dừng ở phía bên trái, dừng ở đây, thử lại nhá. Hai tay đang ở dưới đúng không, vòng qua phải, dừng trái, đúng rồi. Bây giờ đưa ngược lại một vòng, hoàn thành một vòng cho mình rồi dừng xuống tận dưới này, thử lại nhá. Từ đầu này, vòng phải, dừng bên trái, sau đó xoay hướng ngược lại, hoàn thành một vòng xuống dưới đó. Bây giờ thêm cho mình một cái lớp chân như thế này. Đầu tiên khi mọi người vòng từ phải qua trái, dừng ở đây, thì giờ mọi người dùng chân phải nhấc lên, sau đó chạm vào mũi, đồng thời nhún xuống, nhún cả hai chân nha. Thử lại này, vòng nhún. Đó, không cần thiết mọi người phải nhấc cao chân để nhún như này đâu, chỉ cần nhún, có cái sự nhún ở đây là được. Thử lại nhé, 5 6 7 8, vòng nhún, vòng ngược lại. Ok, sau khi mọi người dừng ở vị trí này thì đồng thời đưa hai tay lên nhà cho mình, rồi sau đó dựng ngón giữa lên. Động tác này hơi bậy nhưng mà thôi không sao. Hãy chen ngón này đi, nằm mờ. Ok, tiếp theo người vòng tay xuống, đang chéo lên như này cho mình, và sau đó hất sang hai bên. Hình dung này, sau khi hoàn hình dung lại nhá. Sau khi hoàn thành động tác thứ nhất, lên thẳng, đưa xuống, chéo và hất. Hình dung lại nhá. Đưa xuống giống như sau khi mọi người đưa lên như này được chưa? Thả hai tay xuống, còn lên để chéo ở đây, sau đó lại hất. Thử lại này, từ đầu xoay phải, dừng trái, đổi một vòng, lên tay, thả, chéo và hất. Ok, thử lại này, 5 6 7 8, vòng, dừng, vòng, xuống, lên, thả, chéo, hất. Ok, này đến động tác tiếp theo thì mọi người đứng ngang người, quay về phía bên phải cho mình. Ok, bây giờ tay trái và chân trái trước này, tay thì lên chân. Ok, bây giờ khi tay bật xuống như thế này thì chân đẩy lên trước như thế này, thử kết hợp nhé, đồng thời luôn này, đập về, đập về. Ok, bây giờ khi mọi người về thì dáng bắt đầu của động tác thì người đứng thẳng được chưa. Bây giờ khi tay đập và chân lên trước thì người nhún xuống, nhún lên, ngồi cố gắng chắc nha, nhún lên. Thử lại cho mình này, đầu tiên nhún lên, nhún lên, nhún bằng cái chân phải nhá, nhún 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 nhún. Ok, thử lại này, kết hợp cả hai chân với tay nhá. Bắt đầu nhún nhún nhún. Ok, bây giờ kết bài là các bạn như vậy thì cái phía người của mình nhé, nếu mà mình muốn thì người sẽ có xu hướng là ngược xuống đó, thì mọi người có thể người tự nhiên như vậy nhá. Hoặc thêm một lớp này, mình có thể gật thêm cái đầu xuống mình đó, dướng cằm, đẩy lên trước và hơi chất xuống nhá, đó, kết hợp cả. Nếu một người làm được hoàn thiện nhất thì mọi người hãy kết hợp cả đầu người, nhún chân, chân trái và tay, thử lại nhá, thử kết hợp này, khởi đầu kết hợp nha, tất
cả luôn. Xuống. 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 Đúng rồi. Bây giờ này, mọi người hãy thử bật cho mình cái chân thẳng này. Lúc đứng thẳng này thì không đứng im nữa mà bật lên. Sau đó nhún. 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 Ok, thử lại này. 6 7 8 nhún. Nhún. Anh con nhá. 5 6 7 8 1 2 3. Ok. Về động tác thì mình chỉ làm thành 3 lần như thế thôi là xong. Bây giờ mọi người kết hợp cho mình từ đầu nhá. 5 6 7 8 vòng nhún vòng quay lại lên thả chéo ra nhún 2 3 lần. Ok, vậy là mọi người đã hoàn thành xong động tác của phần thứ nhất rồi. Bây giờ thì mình sẽ đẩy nhanh cái tốc độ ghép động tác cho mọi người và sau đó ghép nhạc nhá. Cái động tác này chậm 5 6 7 8 vòng nhún vòng quay lại lên thả chéo xuống và thả 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 nhanh hơn một chút này. 5 6 7 8 vòng nhún vòng lại và thả chéo đi. Bây giờ thì mình sẽ cùng với nhà nhé. Nhanh hơn chút này. 5 6 7 8 Bây giờ mọi người hãy cùng tập mở động tác của đoạn thứ hai với mình nhé. Mọi người vừa mới kết thúc động tác ở phía bên dáng người bên này đúng không? Bây giờ mọi người nhấc cho mình chân trái ra. Ok, tiếp theo nhấc chân phải để mình hoàn thành quay người về phía trước. Được chưa? Khi mà mình nhấc chân trái thì giờ mọi người mở cho mình thêm cái vai này. Mở vai. Thử lại nhá. Mở vai và đổ sang phía bên trái luôn. Tiếp theo dẫn chân phải thì lại ngả và đổ người sang phía bên phải. Tiếp theo tương tự dẫn cho mình lại phía chân bên này và dừng. Thử lại nhá. Đang ở đây đúng không? Mở vai ra, mở vai ra và ra. Rồi nhớ cho mình nhá, đổ người này và đưa cái vai ra. Đó, quay sang phía còn lại, đổ người, đưa vai đi. Thử lại nhá, đổ người, đưa vai, quay qua phía này. Ok, dẫn chân, đổ người, vai, bước qua phía thế này, dẫn chân, đổ người, vai mở ra, dẫn, đổ, vai, dẫn, đổ, vai mở, đó, lại. Nhấc, đổ, sang. Đổ sang và dừng. Rồi chỉ đi cho mình 3 lần thế thôi. Sang trái 1 lần, phải 1 lần và sau đó dừng ở đây. Được chưa? Còn về phía tay, mọi người hãy free tay đi. Mọi người có thể thả lỏng. Thả lỏng như thế này cũng được. Hoặc mọi người làm tay như thế này nhá. Cố gắng free tay cho mình. Thử đi. Thử lại 1 lần nữa này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, dừng. Tiếp theo, sau khi mọi người đã hoàn thành cái vị trí như này, bây giờ mình đứng thẳng lên cho mình. Hãy
tay đưa chéo sang tay phải thì về vai trái, tay trái thì đặt vào vai phải, sau đó kéo ngang ra, đó, đưa xuống, tay giống như cầm súng hay là cầm cái đồ vật gì ngang nhé, đúng không? Đưa xuống đây mình, tay phải ở dưới trái trên, sau đó lên, thử lại nhá, hai tay chéo này, vuốt ngang này, xuống này, đẩy lên, đó. Thì lúc tay xuống nhá, thì đầu mọi người hãy nhìn theo, đầu nhìn theo tay, tay lên thì đầu cũng ngẩng lên, thử lại này, chéo, ngang, xuống và lên, lại này, 5, 6, 7, 8, đưa sang phải, dừng, chéo, ngang, xuống và lên, được chưa? Động tác tiếp theo, sau khi mọi người dừng ở vị trí này, được chưa? Tay phải mọi người sẽ thả lỏng xuống, còn tay trái, mọi người mở cho mình cái bàn tay ra nhá, mở bàn tay ra, đó này, ngang phần này lên, ngang phần này lên, xoay cho mình tay, hai vòng thôi, xoay từ phải xuống qua trái hai vòng, một, hai vòng, mọi người xoay cho mình hai vòng này, trái xuống phải, vòng thứ hai, đưa lên cao và nắm tay lại thì giật xuống, thử nhá, đưa hai vòng, đang dừng ở đây đúng không, đưa hai vòng này, một vòng, hai vòng, lên cao và giật xuống. Khi giật xuống thì nhớ nắm cái bàn tay vào nhá. Ok, bây giờ kết hợp với người như này, khi người xoay thì người sẽ đứng im, đưa lên cao như thế này được chưa, giật xuống như thế này thì người nhấc trên cái chân phải nhấc, khi tay giật xuống người nhấc và nhún, nhún vào chân trái nhá, nhún đó, còn phía tay này cũng sẽ nhún như thế cũng được, hoặc là nói chung là tùy mọi người, vừa đi cái tay này cho mình nhá, nhún như này cũng được đó, đấy là cái dáng của các bạn. Thử lại nhá, xoay hai vòng lên cao và nhún, được chưa? Tiếp theo mọi người đưa hai tay lên trước và đập vào nhau như này cho mình đó, ok. Sau đó này, hai tay đưa về ngay như này và đồng thời đẩy lên cao, đẩy chéo lên đó. Còn về phía động tác đẩy chéo lên, ok. Về phía người mọi người sẽ nhún xuống và lùi cho mình chân phải trước, chân trái đó, cứ lùi thôi, đồng thời này mọi người làm sóng người cho mình nhá, rồi lùi, rồi làm sóng, lùi sóng, lùi sóng. Mình lại nhắc lại nhá, nếu mọi người chưa biết làm sóng người ấy, thì mình hãy thử áp vào tường, chạm cho mình ba cái điểm ngực này, hông, đầu gối, ngực, hông, đầu gối, xong rồi đứng thẳng lên, nối ba cái điểm đấy thành một đường huyệt sóng là được nhá, tập luyện nhá để làm sóng người. Thử lại này, hai tay về đây, đồng thời đẩy lùi sóng, lùi sóng, lùi sóng. Đó. Bây giờ thì mọi người cùng ghép hoàn thiện cả tận hai lại với mình này. Nhấc đủ trái, phải và dừng, chéo ra, xuống, hất lên, xoay hai vòng và đập tay. Tiếp theo đưa lên, lùi, lùi, lùi. Nhanh hơn một chút này, 5, 6, 7, 8, đủ trái, phải, dừng, chéo, sang, xuống, lên, xoay, và đập, ép, lùi, lùi, lùi. Bây giờ mọi người thử cách nhàng nhá. I need a lick in the bar, there's a stick in the bar, pull up, pull the seal, nhanh hơn chút này, 5, 6, 7, 8. I can lick in the bar, that's a stick in the bar, pull up, pull the seat, I can lick in the bar, 5, 6, 7, 8. Thank you.
Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài The Boss trên TikTok rồi. Rất mong là nhận được sự phản hồi của các bạn về những bài khó hoặc là có điều gì thắc mắc, chưa hiểu ý thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé.